Em xin chào tất cả các anh chị yêu hoa lan rừng. Phiên sáng nay em có một số vài đơn hàng, các bác nào mà chốt mặt hàng nào thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em nhé. Đó, hôm nay thì anh em trong nhà mới đi ngủ được 2 đêm các bác, nên được vài số đơn. Bác nào chốt thì cứ alo gọi điện trực tiếp qua số em nha. Và em sẽ đến đơn hàng đầu tiên là cây trâu nguyên bản này. Đó, một cây này các bác này, hai cây nhé, 3 cây này. Đó, anh chị nào mà chốt 3 cây này 150k hình đầu tiên nha. Hình số 1 có giá là 150 này. Sang hình số 2 các bác. Đó, cây trâu mít cực kỳ to luôn các bác này. Đó, lá mít bao to bao đẹp cho các anh chị luôn. Đó, cây này cho các anh chị hàng chơi Tết luôn nhá. Đó, lá mít rất là đẹp luôn. Bản lá cây này, lá bên này là 5 sen các bác. Bên này là 5 sen này. Còn bên này là 4,5 cm này. Đó, cây lá rất là to luôn. Cây rất là to, cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Cây này là anh em đi lấy về á, bị bỏ vào bao rồi dập một xíu lá ngọn bên này. Cây này bắt đầu chốt em để giá là 550k. Bắt đầu chốt hình số 2 cho em. Sang hình số 3 là cây trâu lá mít vàng, cực kỳ đẹp, yêu luôn. Đó, cái lá này các bác này, rất là đẹp luôn, lá mít vàng nha các bác nhé. Cây trâu lá mít vàng, bắt đầu chốt con này em để giá là 350k này. 350 cây to luôn nhé. Bắt đầu chốt hình số 3. Sang hình số 4 là cây trâu to tiếp theo này. Đó, một cây lá mít bao đẹp cho anh chị luôn này. Lá mít siêu vàng, siêu đẹp này. Đó, cây này thì ảnh hưởng về cháy rừng nha các bác. Buôn đôn ngày nào nắng nào cũng phải có ảnh hưởng sự cháy rừng. Đó, nên ảnh hưởng một xíu lá lan. Nhưng mà vào mùa mưa cây cực kỳ khỏe luôn. Đó, anh chị nào mà chốt cây này em để giá là 300k. 300k hình số 4 cho em. Sang hình số 5 là cây mít cực kỳ rụt, cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Đó, lá mít rất là rụt luôn này. Đây, ảnh hưởng về cháy rừng giờ nó hồi lại cái cây rất là đẹp. Các bác mà mang về cây này trồng thì cực kỳ đẹp hơn nữa. Lá mít, lá dày, lá bóng. Bắt đầu chốt con này em để giá là 250k này. 250. Đó, hàng lối thì em bán thì giá nó cũng bớt xuống. Còn hàng đẹp thì giá nó cũng, nói chung nó cũng lên tí. Tại vì hàng buôn đôn giờ đâu phải hàng rẻ nữa đâu các bác. Đó, rất là cao luôn. Đây, cặp chị em nhá. Đó, một gốc 2 cây này. Cây này của 2 cây luôn. Cặp chị em này bắt đầu chốt 200k này. 200k hình số 6 nha. Sang hình số 7, 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5, 6, 7, 8. 8 cây này. Anh chị nào mới chốt đây này toàn hàng lá ngắn luôn nhé. 8 cây này 250 này. Bắt đầu chốt hình 7. Sang hình 8 cho em. Đó, hình số 8. 1 cây nha các bác nhé. 1 cây này, rất là to luôn này. 2 cây này, đó, 2 cây này, như bôi mỡ luôn. 3 cây này, cực kỳ khủng luôn. 3 cây này, 4 cây này. Đó, đơn này bắt đầu chốt 4 cây to này. 250 này, 250k. Bắt đầu chốt hình 8 cho em nhé. Sang hình số 9. Hình số 9 là đơn quế, toàn quế khủng luôn các bác này. Quế toàn quế khủng luôn nha. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây này, 5, 6, 7, 7 cây quế, toàn là quế khủng, quế to nhá, quế VIP luôn. Bắt đầu chốt cây này, đơn này em để giá 200k quế khủng này. Quế khủng 200k, bắt đầu chốt hình số 9. Sang hình số 10. Hình số 10 nha các bác. 1 cây này, cây rất là to. 2 cây này, 2 cây to luôn. 3 cây này, đó, bắt đầu chốt 3 cây to này em để giá là 270 này. 270k hình số 10 cho em. À, hình số 11 cho em. Đây, hình số 10. Sang hình 11. Sang hình 11 các bác. 1 cây này. Đó, 2 cây này, cái này lá tím tím luôn này. 3 cây này, cái này là chị em này. Và 4 cây này, bắt đầu chốt đây này 200k cho em nhé. 4 cây này 200k hình 11. Sang hình 12. Hình 12 em có một cây trâu rất là to luôn. Đó, một cây trâu này cực kỳ to và lớn luôn này, rất là lớn luôn các bác này. Đó, cực kỳ to. Bắt đầu chốt cây trâu to này em để giá 250k này. Cây cực to luôn nha các bác nhé. 250 chuẩn hàng rừng buôn đôn. Hình 12, sang hình 13. Hình 13 là 1 cây này, 2 cây, 3 cây, 4, 5, 5 cây. 5 cây này bắt đầu chốt em để giá là 300k này. 5 cây to chung chung bằng nhau luôn nhé. 5 cây chung chung bằng nhau 300k này. Đó, bắt đầu chốt hình 13 cho em. Sang hình 14 là đơn trứng bướm các bác. Đó, đơn trứng bướm nha. Trứng bướm toàn nguyên bản, cây bự bự không này. Đó, một góc 3 cây khủng luôn. 3 cây khủng này. Cây này là chi chít đàn cháu của nó, con cái của nó đẻ ra này. Đó, toàn là hàng khủng luôn này. Đây, toàn là cây khủng luôn các bác nhé.
Mắt là chốt đơn trứng bướm khủng như thế này, toàn cái khủng đơn này 200k này, toàn trứng bướm khủng nha, toàn trứng bướm khủng nha các bác. Hình số 14 sang hình 15, hình 15 một cây này, hai cây này, ba cây này và bốn cây này, bốn cây sâu to này. Vẫn là chốt 200k này, 200k vẫn là chốt hình 15 cho em. Sang hình 16 là lên quế, toàn là quế táo to không ạ. Trời ơi, nù lắm các bác này, ngón tay của em luôn. Cái này là bụi báo hỷ, bụi nhất điểm hồng, bụi nhất điểm hồng. Đây em có cây, đúng một cây quế này, lá nó hơi sọc sọc nha các bác, lá nó hơi sọc sọc này. Nếu bác nào lấy đơn này trúng cây đây này, nó rất là nhiều luôn, toàn là quế to. Có một cây lá nó sọc một lá này thôi, nó nhìn xa là biết. Bác nào chốt đơn này 200k nhá, 200k hình số 16. Sang hình 17 các bác, sang hình 17 một cây rất là to luôn đó, cây to bị sau cắn lá này. Bắt đầu chốt con này em để giá là 280k này, sau nó cắn lá gốc thôi, lá ngọn rất là ok luôn, rất là đẹp. 280 con này, 280 con này mà không bị lỗi là 400k đó các bác đó. Bắt đầu chốt hình số 17 dùm em. Sang hình 18 là đơn tam bảo sắc, tam bảo sắc toàn là cây khủng luôn nhá. Đó, hai cây, ba cây khủng này, hai bụi nhất long tu này, long tu bundo này. Đó, bắt đầu chốt đơn là 120 này, 120k. Bắt đầu chốt hình 18 cho em. Sang hình 19, hình 19 là hai cây sâu to, một cây lá mít cực kỳ đẹp luôn. Hai cây này, đó, hai cây sâu to này. Bắt đầu chốt đây này em để giá 220k này, hai cây sâu to nha các bác nhá. Hai cây sâu to cực kỳ đẹp luôn. Đó, bắt đầu chốt hình này 220k hình 19. Sang hình 20. Hình 20 nha. Hình 20, sâu to tiếp theo là dày lắm này. Một cây này, hai cây này, nó đơn này nói chung là nó lỗi lỗi xíu thôi. Hàng rừng em nói với các bác rồi, nó cũng phải lỗi xíu nha các bác. Đơn này 200k, hai cây to này, không lỗi giá nó khác nhá. Đó, bắt đầu chốt hình số 20 cho em này. Sang hình 21 nha. Hình 21 này, hình 21 em có này các bác này, một cây rất là to luôn. Đó, cái này là nói chung là vào cháy rừng á. Một cây này, hai cây này, bắt đầu chốt hai cây to 200k này. Hai cây to này 200k này, nó lỗi lá nhưng mà lá ngọn nó vẫn đẹp hết nha các bác. Về các bác trồng thì nó sẽ đẹp hơn nha. Bắt đầu chốt hình 21 cho em. Sang hình 22 là em có đơn hoàng nhạn rời. Hoàng nhạn rời có một cây này rất là to, 1 2 3 4 5 5 cặp rưỡi lá này. Nó 5 cặp rưỡi lá, cây to luôn. Một cây, hai cây. Thêm một cây này rất là đẹp luôn này, ba cây. Bắt đầu chốt đây này em để giá là 150k nhá. 150 hình số 22. Hình 23 một cây lá mít chỉ thiên rất là đẹp này, cây lá mít chỉ thiên này, đó sau nó cắn ít lá gốc nhưng mà không vấn đề gì đâu. Hai cây này, ba cây này, bốn cây này, bốn cây to rất là đẹp. Bắt đầu chốt đơn này 230 này, 230k. Bắt đầu chốt hình 23 cho em. Sang hình 24, 24 nha các bác. Sang hình 24 này, đó một cây này, lá chỉ thiên tiếp theo rất là đẹp này, một cây này. Đó, hai cây này, hai cây lá rất là to luôn, tiếc là bị lỗi, lỗi là lỗi trong rừng sẵn rồi. Ba cây này, đó, bắt đầu chốt đơn này cũng 230k luôn, 230k đơn này nhá. Bắt đầu chốt hình, hình này là 230k, hình 24 cho em này. Sang hình 25 là một cây rau rất là to luôn, đó, một cây cực kỳ to luôn này, bản lá này các bác này, cây to này, đó, rất là to luôn. Bắt đầu chốt cây này 200k này, 200k hình số 25 cho em này. Sang hình 26. 26 nha các bác. Một cây này, hai cây này, ba cây này và bốn cây này. Đó, bốn cây trâu to, bắt đầu chốt đơn này 220k, bốn cây trâu to. Đó, đây là hình 26, 27. 27 một cây này. Rất là đẹp luôn. Hai cây này và ba cây này, bắt đầu chốt ba cây trâu to này 200k này. 200k hình 27. Sang hình 28 nha các bác. Hình 28. Hình 28 này, một cây này, hai cây này, cây này cây giống lá mít rất là đẹp. Ba cây này, đó. Bốn cây này, bốn cây này. Sang cây thứ năm là cây lá mít rất là to luôn, thân dừa. Đó. Đây, rất là đẹp luôn. Bắt đầu chốt đơn này 250 nhá, 250k. Bắt đầu chốt hình 28 cho em. Sang hình 29, 29 là em có một cây này, lá mít cực kỳ rụt luôn, một cây này. Hai cây này, hai cây lá mít rụt, bắt đầu chốt 200k này. 200k hình số 29. Sang hình 30. Hình 30 em có cây quế toàn quế khủng luôn nhá.
toàn cây khủng quế to luôn này. Đó, cái này thì nó mất bên lá nhưng mà không vấn đề gì đâu. Vừa cho vừa tặng vừa bán đấy mà. Đây, cây cần này toàn là cây quế khủng luôn này. Đó, toàn là mấy đơn quế khủng bắt là chốt đơn này. Nên để giá là 250k này. Rất là nhiều cây luôn. Nhiều cây luôn. Quế này, quế khủng này rất là VIP luôn bác. Đó, rất là đẹp luôn. 250k quế khủng. Bắt là chốt số 30 cho em. Số 31 là em có hai cây sâu to này. Đó, một cây này. Một cây này, cái lá này hơi bị dài nhưng mà mặt hoa rất là đẹp luôn, về các bác sổ mặt hoa nhá. Đó. Hai cây này, hai cây to này. Bắt đầu chốt hai cây to này 200k này. 200k đơn này nhá. Bắt đầu chốt hình số 31 cho em. 32. 32 các bác. 32 này. 32, nói chung là cái hàng này vừa đẹp vừa lỗi nhá. Một cây, hai cây này. Ba cây này. Bốn cây này. 5 cây này, 6 cây này, 7 cây này, 8 cây này, và 9 cây này. Đó, đơn này bắt đầu chốt 220 này. 9 cây to 220. Bắt đầu chốt đơn này 220 cho em nha. Bắt đầu chốt hình số 32. 33. Lá mít cực kỳ đẹp luôn. 1 cây, 2 cây, 2 cây lá mít rụt đẹp này. 200k này. 200k số 33. 34. 34 này, 1 cây nguyên bản 2 cây, một gốc 2 cây luôn. Cái này lá chỉ thiên rất là đẹp. Đó, đơn này 200k nguyên bản này. Bắt đầu chốt đơn 34 cho em nhé. 35. 35 là cây lá mít này. Đó, cây rất là to. Cây này cho anh chị hàng về chơi Tết luôn. Một cặp này nữa này. Đó, đơn 200k. 200k 35. 36. 36, một cây lá mít cực kỳ to luôn. Đó, cây này lá mít vàng dày luôn các bác. Một cây này bị nói chung lỗi ít lá. Hai cây này nguyên bản này. 3 cây này, đó, đơn này bắt đầu chốt 3 cây, 2 cây nguyên bản, 1 cây rời to, 200k đơn này nhá, bắt đầu chốt hình 36, sang hình 37 là một cây hoàng nhạn rất là to luôn, đó, cây hoàng nhạn cực kỳ to này, bắt đầu chốt hoàng nhạn cây to này em để giá là 280 này, 280 cây này 1, 2, 3, 4, 5 cặp lá luôn các bác, 5 cặp rưỡi lá nhá, 280k, 37, 38, 38 là em có toàn là nguyên bản hồng nhạn 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4, 5, 6, 7. 7 khúc rất là đẹp luôn, 200k này. Và số 39 là hình cuối cùng, là một cây rất là to luôn. Cây cực kỳ đẹp, bắt đầu chốt con này 380k này. Cây rất là to, rudy, xếp rudy luôn các bác nhỉ. Đó, phiên hôm nay em chỉ có mặt hàng đấy. Các bác nằm mà chốt lên đơn thì cứ liên hệ ủng hộ qua số của em nhé. Hàng em bán hàng là bao chuẩn hàng rừng Buôn Đôn. Em không lộn xộn đi hàng này hàng kia về bán cho các anh chị đâu. Đó, các bác yên tâm mà chốt shop bên em nha. Em xin chào tất cả các bác.